đứng lên làm lại nãy giờ không quay. Xin lỗi. Chân phải lùi sang, hít. Thở, tay nằm. Cứ giữ, thở đều. Chân sau thẳng. Hít, thở tay. Thở, lùi chân. Hít, mở hai khuỷu tay ra. Gặp người xuống chân chưa đánh kẹt. Giữ thở đều, gối mình không chạm sàn. Nâng lên đỉnh núi. Chân phải đá thẳng lên trần. Thở gập gối chạm vào phía tay phải. Hít. Thở. 3. Thở. 4. Thở. 5. Thở. 6. Rồi tới đây mình đá. 7. Thở. 8. Thở. 9. Thở. 10. Đá ngang qua. Xuống thở tí. Ở hai tay. Chống tay. Nâng. Hít. Nâng lên muốn trở lại. Chân phải đá lên. Hít. Gối co vào. Chống chân phải à cô giáo, cô đỡ chân cô giáo. Nghe lời đi. Hít. Nó sao nghe vậy đi. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Đá chân thẳng luôn. Không nổi thì chạm sàn. Thở. 4. Thở. 5. Một cái nằm thôi. Thở. Chạm sàn luôn. Thả mông ngồi xuống. Hai tay mở ra kèm chạm sàn. Cứ đợi. Giữ nguyên chân vậy thôi. Thở thêm đi. Chống tay cái. Hít. Nâng người trở lên. Thở ra. Hít. Chân phải nằm. Thở gập gối. Nâng tay. Giữ thở đều. Thở chân về.
hai tay thẳng, kẹp chặt cái đầu của mình. Hít, nâng lên. Thở. Hít, nâng lên. Thở. Mình hạ tay xuống, thả lỏng chút xíu. Mình hết một vòng, còn cố gắng một vòng nữa nha. Bên bên chân nè, còn bên kia nữa. Ngán ra nha, biết là mọi người mệt lắm rồi, mồ hôi ròng ròng rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Mà cho nó á, cô giáo ơi. Tay lên. Con cò lên. Cái lao lên. Chân trắng như sao? Thở tay nâng. Giữ thở đều. Cứ giữ như vậy thôi. Thở. Giữ thở đều. Mở hai quỷ tay ra. Ép xuống, giữ thở đi. Hít ngực. Mu bàn chân mình úp xuống, gối không chạm sàn. Thở đều. Hít. Nâng người lên đỉnh luôn. Giữ. Chân trái đã thẳng lên trần. Thở dọc gối chạm một cái trống. Hai. Thở. Ba. Thở. Bốn. Thở. Năm. Thở. Sáu. Đá ngang, thở. Bảy. Ai đá không nổi cứ chậm. Thở. Thở. Chín. Thở. Mười. Thở. Chạm sàn luôn. Hạ gối sao. Nằm sấp xuống. Thở một tí. Dang tay ra. Thả lỏng. Tay chống ngang ngực. Đẩy người lên. Chân về sau. Chân trái đá hít. Gối chạm một tỉ tay phải thở. Hai. Thở. Ba. Thở. Bốn. Năm. Đá ngang. Thở. Cổng chân luôn. Sáu. Thở. Bảy. Thở. Tám. Thở. Chín. Thở. Mười. Chạm ta chân. Hạ gối sau luôn. Rồi mở tay. Mình chống tay ngang ngực đẩy người lên. Rút chân. Rồi mọi người hạ nằm. Hai chân đụng bằng thảm. Thư giãn thì ngầm phơi nắng thư giãn. Hai tay xuôi theo người. Lòng bàn tay ngửa lên. Hít phình cái bụng mình lên. Thở xẹp bụng mình xuống.
xuống. Hai bài yoga em cân đến nay là hết rồi. À, mọi người cứ nằm thư giãn thêm vài phút cho hết mệt. Nhớ tập mỗi ngày để giữ duy trì cái cân nặng của mình và bảo vệ sức khỏe nha. Bye.